ghê ấy. Chắc chắn là xem video này sẽ có người phải chảy nước miếng. Thế là lại một mùa me rừng nữa lại đến các bạn ạ. Giờ thì mới đầu mùa thôi, có cây thì quả to rồi, nhưng mà có cây thì vẫn quả nhỏ tí. Quả này thì từ năm ngoái đến năm nay xem bình luận của mọi người, mình vẫn chưa biết làm thêm món gì ngoài ăn tươi. Lấy một cái lá chúa nhỏ nhỏ để đựng bột canh. Chăn trâu mà, lấy đâu ra bát. Quả này chấm một canh ăn là mình đã thấy ăn được rồi ấy. Ai bảo chăn trâu là khổ. Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao và ăn me rừng. Quả này lúc đầu ăn vào thì nó sẽ đắng này, hơi chát này, mấy cả là hơi nghẹn cổ, nhưng mà ăn xong thì nó lại ngọt. Uống nước vào nữa thì hết sẩy nhá. Nước tự nhiên ngọt như đường ấy. Các bạn có biết quả này còn có thể làm món gì nữa thì bình luận bên dưới cho mình nhé. Cảm ơn mọi người.